Thưa quý vị và các bạn, ngoài việc nâng cấp, tu sửa, bảo vệ các công trình ách yếu, thì một trong những vấn đề hết sức quan trọng trong công tác phòng chống lụt bão chính là đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt và an toàn lưới điện. Trước mùa mưa bão năm nay, vấn đề này đã được tỉnh, các ban ngành liên quan quan tâm, chuẩn bị những phương án gì? Đây chính là nội dung mà chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề hôm nay sẽ đề cập đến. Là đơn vị quản lý hai hệ thống đường dây 220 kV và 500 kV trên địa bàn tỉnh, Công ty Truyền tải Điện Nghệ An xác định bảo đảm an toàn hai hệ thống đường dây này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, cả nước, cũng như đối với công tác phòng chống bão lụt. Ngoài việc theo dõi, duy tu, bảo dưỡng định kỳ, thì trước mùa mưa bão, cán bộ công nhân viên công ty được chỉ đạo tăng tần suất kiểm tra hành lang an toàn hệ thống đường dây, hệ thống cột, đặc biệt đối với những khu vực có nguy cơ sạt trượt, ngập úng cao. Để đảm bảo các đường điện an toàn thì bên đơn vị quản lý vận hành chúng tôi là phải thường xuyên kiểm tra các cái hiện tượng về phần móng, nếu mà móng bị xâm thực, bị bào mòn hoặc là bị hư hỏng là phải có biện pháp xử lý ngay. Còn những vùng mà bị ngập, thường xuyên bị ngập lụt, chúng tôi phải cử người trực trên 24/24. Chỗ nào khoảng cách mà không đảm bảo theo quy phạm là chúng tôi phải cắm biển, và trực người để hướng dẫn, không cho người qua lại. Một sự kiện được coi là bước đột phá trong công tác truyền tải điện trong vòng hơn 20 năm lại đây, đó là việc Công ty Truyền tải điện vừa thay thế trạm biến áp công suất 125 MVA được lắp đặt từ trước năm 1990 lên 250 MVA tại trạm truyền tải điện 220 kV Hương Đông. Thưa quý vị và các bạn, 3 giờ sáng, trong lúc mọi người đang ngon giấc ngủ, thì hàng trăm cán bộ công nhân viên của Công ty Truyền tải điện Nghệ An lại đang rất khẩn trương để thay máy biến áp từ 125 MVA lên 250 MVA. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó nhằm góp phần để phát triển kinh tế xã hội của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Và có một ý nghĩa nữa, đó là góp phần để chống quá tải và phòng chống lụt bão của năm 2024 và những năm tiếp theo. Việc thay thế trạm biến áp có công suất lớn hơn như vậy giúp Nghệ An và một phần của Hà Tĩnh được sử dụng nguồn điện lớn hơn, ổn định hơn, ngay cả khi xảy ra sự cố trên hệ thống đường dây vào mùa mưa bão. Đến thời điểm hiện nay, hơn 200 km của hai hệ thống đường dây 220 kV và 500 kV chạy qua Nghệ An đã được duy tu, sửa chữa, bảo đảm an toàn vận hành truyền tải. Tất cả cán bộ công nhân viên Công ty Truyền tải điện đều đã được tập huấn nghiệp vụ xử lý sự cố cho mọi tình huống xảy ra. Ngay từ những ngày này, hầu hết cán bộ công nhân viên đã phải thay ca trực 24/24 giờ tại tất cả các trạm biến áp trên địa bàn tỉnh. Đối với đường dây là phát quang hành lang tuyến, chặt những cây cao ngoài hành lang, duy tu bảo dưỡng móng, kè móng, duy tu các cái đường công vụ để phục vụ cho công tác phòng chống bão lụt, xử lý sự cố đối với đường dây. Còn đối với trạm thì ngoài vấn đề là kiểm tra định kỳ các cái thiết bị, sửa chữa những cái hỏng hóc cũng như thay thế một số linh kiện đảm bảo cung cấp điện trong mùa mưa bão. Nguồn điện ổn định, an toàn, thông tin liên lạc thông suốt, đó là những yếu tố cần thiết cho công tác phòng chống lụt bão. Hiện trên địa bàn tỉnh đã có hơn 4.000 trạm BTS bảo đảm phủ sóng di động đến hầu khắp các địa bàn, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Một điểm mới của công tác chuẩn bị phòng chống bão lụt năm nay của ngành viễn thông, đó là các nhà mạng đã lắp đặt vận hành hệ thống tin nhắn cảnh báo xả lũ, bão lụt và cảnh báo thiên tai. Ngoài ra, nhà mạng viễn thông Viettel còn trang bị thêm xe phát sóng lưu động, sẵn sàng phục vụ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, luôn có sóng điện thoại điều hành chỉ huy phòng chống lụt bão trong mọi tình huống. Phòng chống thiên tai thì chi nhánh đã thực hiện phát sóng trạm phát sóng lưu động tại Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh, xây dựng các phương án mất điện diện rộng, rồi chuẩn bị vật tư, công cụ dụng cụ phòng chống thiên tai giống như xuồng, cáp quang. Còn đến thời điểm hiện tại thì về phía chi nhánh đã khẳng định là mọi cái việc chuẩn bị cho phòng chống thiên tai đã đảm bảo. Tuy nhiên, một vấn đề khiến nhiều người dân vẫn còn lo lắng, đó là hệ thống hạ tầng lưới điện hạ áp hiện nay
nhiều nơi do đầu tư khai thác đã quá lâu nên xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Đây là một trong những trạm biến thế được xây dựng, lắp đặt ngay trên mặt đất tại khối 17 phường Hưng Bình. Do sát với mặt đất, gần đường dân sinh, nhưng hệ thống tường bao bị hư hỏng nặng, lại nằm trong khu vực thường xuyên ngập lụt, nên đã nhiều lần xảy ra chập điện, nguy cơ xảy ra tai nạn về điện là rất lớn. Cái máy bên này thì nó đặt dưới đất, tôi thấy ở đây là nó rất nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ là khi mùa mưa về, khu vực này là nó trũng thấp, cho nên là nhiều lúc nước nó ngập đến tạm biến thế. Cũng là nhiều lúc là chúng tôi rất sợ là khi nước nó ngập vào thì nhiều khi nó giật người đi qua lại. Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn hàng chục trạm biến thế mất an toàn kiểu như thế này. Chưa kể đến hệ thống đường dây viễn thông, đường dây điện xa võng, đấu nối tùy tiện chưa được xử lý, đã vô tình trở thành những mối nguy hiểm tiềm ẩn, đưa lại những rủi ro cho người dân, đặc biệt trong mùa mưa bão. Hai ngành điện và viễn thông hiện nay thì là hai cái ngành rất quan trọng của tỉnh, và đối với công tác phòng chống bão lụt thì qua kiểm tra thì chúng tôi thấy là hai ngành này đã có công tác chuẩn bị về phòng chống lụt bão rất là chú đáo. Tuy nhiên hiện nay thì do cái lưới điện của mình ở một số cái nơi quá cũ, hoặc một số nơi có những cái vấn đề mà phải nói rằng là chưa được an toàn, thì cái này thì chúng tôi đã chỉ đạo ngành điện, và ngành điện cũng có giải pháp để tập trung xử lý các vấn đề đó. Để phòng chống bão lụt một cách hiệu quả, ngoài làm tốt công tác chuẩn bị, thì việc khắc phục kịp thời những yếu kém trong hệ thống hạ tầng điện, viễn thông có ý nghĩa quan trọng để giảm thiểu thiệt hại cho chính hai ngành này, cũng như giảm thiểu rủi ro thiệt hại cho nhân dân. Chính vì vậy, trước mùa mưa lũ, ngành điện lực và viễn thông cần phải rà soát trên toàn hệ thống, trạm, cột, dây dẫn để kịp thời sửa chữa hoặc có phương án dự phòng, đối phó khi có sự cố xảy ra.